Alors, 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 alors. Alors alors, qui dit études, qui travaille, qui dit taf, je te dis les thunes. Qui dit argent, qui dépense, qui dit crédit, dit créance. Qui dit dette, je te dis huissier, qui dit assis dans la merde. Qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Qui dit proche, je te dis deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tôi đang có mặt tại số 83 đường Hoàng Lê Kha, đối diện Bảo tàng tỉnh Tây Ninh. Đây là địa chỉ của Garage 7, nơi đây nâng cấp và chăm sóc tất cả các loại xe ô tô. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân tôi và tham quan nơi đây nhé. Xin mời. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh tôi là anh Đen, đại diện cho Garage 7 và sẽ là người đồng hành với chúng ta trong buổi tham quan ngày hôm nay. Xin chào anh Đen, đầu tiên anh có lời chào để gửi đến tất cả các bạn đang theo chương trình. Xin chào các bạn, mình là Đen, mình đến từ Garage 7. Và điều đầu tiên mà tất cả các bạn cũng như là tôi rất muốn biết đó chính là những dịch vụ ở tại đây. Cơ bản thì gara của mình cơ bản từ full các dịch vụ, từ dịch vụ cơ bản nhất cho đến những dịch vụ cao cấp hơn. Thì cái dịch vụ cơ bản nhất của mình đang nói đến là dịch vụ nhỏ nhất đi. Thì của mình hiện giờ đang có dịch vụ nhỏ nhất của mình đang là rửa xe. Cái rửa xe là cái dịch vụ nhỏ nhất của mình. Thì ngoài rửa xe ra thì mình cũng còn có các dịch vụ khác cao cấp hơn. Thì đây là sau quá trình anh em thợ của mình đang tiến hành là vệ sinh khoang máy và một con xe. Thì cái vệ sinh khoang máy này á thì thời gian mà mình để một người chủ xe tốt, người chủ xe mà thương xe nhất xe á thì có thể là cái việc mà vệ sinh khoang máy này sau đó mình khoảng tầm 3 tháng hoặc 6 tháng mình vệ sinh một lần, nó sẽ làm cho động cơ hoạt động trơn tru hơn và bền vững hơn. Thì con này ngoài vấn đề mà chúng ta dán đề can thì anh khách còn chi một khoản đó là nâng cấp bô xe. Bô xe. Đúng rồi, đây là nâng cấp bô xe. Thì cái bô xe zin á nó sẽ cho âm thanh nó vừa phải, nhưng mà anh khách anh muốn khi mà lên lái xe cái âm thanh nó sẽ ok hơn. Có gì đó chú ý. Đúng rồi. Thì anh khách anh chọn cái gói nâng cấp bô xe. Thì con này đang làm cái bô độ. Ngoài những cái dịch vụ như là chăm sóc xe, đề can thì cái vấn đề mà nâng cấp âm thanh ánh sáng thì bên mình cũng rất là ok. Thì con này cũng là một đang anh em cũng đang tiến hành gỡ cụm đèn lên để nâng cấp ánh sáng. Thì nâng cấp ánh sáng này á là nói nôm na là nó sẽ nâng cấp đèn. Thì khi một con xe, một là xe hãng từ trong hãng ra, hoặc là con xe nào đó để trong một cái thời gian người ta sử dụng đã lâu rồi á, thì cái ánh sáng, cái tuổi thọ của ánh sáng sẽ càng ngày càng đi xuống đó. Thì đây là cái cách mà khách hàng người ta chọn cái gói mà nâng cấp ánh sáng để cho đảm bảo khi người ta đi ban đêm nó ok hơn. Đây thì tiếp tục đây là lại một con đổi màu, đây là VinFast Lux A 2.0. thì nguyên bản của VinFast này là màu trắng nha. Thì nguyên bản xe là màu trắng đó, màu trắng, nhưng mà khách mình lại muốn đổi cho cái màu nó ngọt ngào hơn, nó ok hơn, nó xinh xắn hơn. Đây, xe này là khách nữ xe này là khách nữ, thì cho nên là bạn khách chọn cái màu hồng giống Binzi, cơ bản giống ok Binzi. Ok, còn đây là phòng phủ. Đây là phòng phủ và phòng dán phim của mình. Sở dĩ có sinh ra cái phòng này để gì? Một là khi mà mình thao tác mình dán phim cách nhiệt mà lên kính á, thì nó tránh cái hiện trạng mà bụi này đó, bụi bặm, rồi
cái khi mà mình phủ xe này cũng chắn bụi luôn. Mục đích có cái phòng này là để chắn bụi. Ok. Đây các bạn thấy nè, khi mà đánh bóng lên bị sơn á, nó sẽ căng bóng ra, nó sẽ rất là đẹp, nó sẽ xóa đi những cái vết xước nhâm nhi hoặc là xước sâu, xước xoáy gì đó, nó sẽ xước, nó sẽ xóa đi như thế đó để trả lại một bề mặt sơn cực kỳ bóng. Thợ của mình thì cơ bản là các bạn đã được đào tạo và đã có bằng cấp hết. Về thợ các bạn đã được đào tạo và đã có bằng cấp hết trơn. Các bạn thân mến, đối với những vị khách nào muốn hình dung rõ hơn con xe của mình sau khi được nâng cấp trông sẽ như thế nào thì ở tại Garage 7 có luôn cả phòng design để lên thiết kế cho các bạn có thể hình dung rõ hơn. Và ngay bây giờ sau lưng tôi chính là phòng design, mời các bạn vào tham quan nhé. Anh cho nó nhỏ lại cái chữ đó, cho nó vừa với cái xe. Thì phòng design này sau khi mà mình tiếp nhận khách hàng và lấy ý kiến, lấy ID những cái ý tưởng của khách hàng, khi mà khách hàng muốn lên con xe của họ như thế nào thì mình sẽ về đây, mình sẽ kết hợp với mình, connect với bạn design, sẽ ra có cái mẫu demo, sau đó mình sẽ gửi cho khách xem đó, khách ok rồi mình mới tiến hành thi công. Các bạn thân mến, hiện tại chúng tôi đang có mặt ở tầng trên của Garage 7. Ở tại nơi đây thì các bạn có thể quan sát rõ hơn và nhìn kỹ hơn những phụ kiện của những chiếc xe ô tô. Giới thiệu với tất cả các bạn, bên cạnh mình hiện tại là anh Trường. Và kể từ giờ phút này, anh Trường sẽ đồng hành cùng với chúng ta và giới thiệu về những sản phẩm bảo dưỡng cũng như là những phụ kiện ở tại Garage 7. Xin mời anh. Bên mình về bảo dưỡng thì nó sẽ có là nhớt. Nhớt thì bên mình là tin dùng là của hãng Voltronic, hàng của Đức. Đây. Và của Wolver thì nó cũng là của Đức luôn. Còn những dung dịch về bảo dưỡng xe, chăm sóc xe thì mình có của GB. Phủ gầm thì mình có làm của Vượt, cũng hàng của Đức. Và Onca. Đây là những sản phẩm gì liên quan tới mà bảo dưỡng ngoài chăm sóc xe. Về phần đồ công nghệ của ô tô thì mình ở đây cho nên mình là mình độc quyền phân phối luôn, là những sản phẩm áp suất lốp và những sản phẩm đồ công nghệ của IK. Những sản phẩm này là mình gắn được cho tất cả các dòng xe hiện tại trên thị trường Việt Nam, từ xe Nhật, xe Hàn cho tới xe Đức, Mercedes, Kia, Hyundai, Mazda, Toyota. Là khi mà mua những sản phẩm này ở đây là mình sẽ thi công luôn cho khách hàng đúng không? Đúng rồi, mình thi công lắp đặt luôn. Sang phần bên này thì mình có mâm. Mâm thì mình bên mình có từ dòng thấp cho tới cao. Mâm Thái, mâm châu Âu và mâm China. Những sản phẩm độ thì bên mình có của là carbon. Cái này là mình làm từ một cái khung riêng tháo xe luôn. Đó, sau đó mình sẽ làm cái cọc carbon ở đây. Dạ. Rất là đẹp, cầm cực kỳ chắc tay. Đúng rồi, nó mang lại cho mình phong cách thể thao. Về đèn. Đèn thì bên mình là làm sản phẩm của gọi tên là Việt Nam. Giá của nó thì nó tầm 5 triệu tới vài chục triệu đèn, vài triệu một, tùy vào sở thích của khách hàng. Mình sẽ gọi là mình bảo hành 2 năm hết. Về sản phẩm âm thanh thì bên mình làm hàng của Đức, gồm có là hai thương hiệu chính là Helix và Siemens Metro. Những sản phẩm lo này thì nó tầm giá của nó thì nó từ vài triệu đồng cho tới vài chục triệu, hàng trăm triệu cũng có. Những sản phẩm này thì được là thi công lắp đặt theo tiêu chuẩn của châu Âu hết, hàng bảo hành tại Việt Nam 2 năm. Anh Trường thân mến, anh có thể chia sẻ thêm một chút xíu về những chính sách bảo hành của Garage 7 dành cho khách hàng được không ạ? Bên mình thì chính sách bảo hành đó là mình sẽ tùy vào sản phẩm của hãng đưa ra, nó sẽ có những cái hạn mức từ 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm gì đó. Đó, mình sẽ bảo hành chính sách của hãng cho khách hàng là thứ nhất. Rồi, và
những khách hàng nào mà đã làm mình rồi á, những sản phẩm bảo hành là mình sẽ ưu tiên sẽ làm cho khách tới bảo hành trước và khách mới thì mình sẽ làm sau, thì mình ưu tiên khách hàng cũ. Có một cái câu chuyện mà cũng rất là nhiều người tò mò và thắc mắc, đó chính là cái nguyên nhân nào mà anh lại chọn cái nghề này và tương lai thì anh có dự kiến gì cho cái nghề của mình đang chọn? Cái lý do mà để em đến với cái nghề này là xuất phát, em nghĩ là xuất phát chính đó, là từ cái đam mê. Tại vì từ xưa, từ khi còn nhỏ là đã bắt đầu chơi xe rồi. Lớn lên cũng đã từng đi đại học và cũng đã từng đi làm rồi, nhưng mà cuối cùng cốt lõi nó vẫn quay về với xe đó. Thì khi mà mình làm ra một cái sản phẩm nó ok, làm ra một sản phẩm nó hoàn thiện, cái độ thẩm mỹ cao và nó mang lại tiện ích cho khách hàng, thì lúc đó mình rất là cảm thấy rất là sung sướng nha, vì mình đã đâu đó là mình đã giúp cho khách hàng trải nghiệm được những cái mà cái tốt nhất để cho khách hàng. Rồi mình có dự kiến gì hay là mình có cái ấp ủ gì trong tương lai cho cái nghề này? Thì cái dự kiến của mình á, thì lúc nào mình cũng luôn muốn phát triển hết trơn á. Nhưng mà cái đầu tiên á, mình vẫn muốn là mình sẽ mang những cái nó mới mẻ nhất, mang những cái tiên tiến nhất và nó hiện đại nhất để về cho dân mình ở tỉnh mình trải nghiệm những cái sản phẩm đó, để mọi người không phải mà phải đi từ Tây Ninh hoặc là đi lên Sài Gòn hay là đâu đó. Mình vẫn muốn là khách hàng sẽ có một nơi tin tưởng nhất ở Tây Ninh để cho khách hàng mang con những xe của mình đến. Có cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ nhất gắn liền với cái nghề này hoặc là gắn liền với những con xe mà mình đã yêu thích từ rất là lâu rồi? Nói chung kỷ niệm thì cũng rất là nhiều, nhưng mà có một cái thì mình cũng luôn nhớ mãi, đó là những ngày đầu tiên mình vô nghề thì không phải là như một cái gara, một cái xưởng rồi đâu. Ngày xưa mình chỉ có một cái kiosk nhỏ thôi để mình làm xe thôi, nó ngang tầm khoảng 5m và sâu khoảng 8m thôi. Là mình chỉ có một kiosk nhỏ như vậy thôi để mình làm xe. Thì những ngày đó thì vất vả, những ngày đó cơ bản vất vả. Đi Sài Gòn lấy hàng, rồi tự lấy hàng từ biên lấy về, nói chung là rất là nhiều vấn đề, rất là nhiều kỷ niệm. Bây giờ nhắc đến kỷ niệm thì thật sự là mình cũng không biết, nhưng mà mình rất là nhớ những ngày. Tức là chúng ta luôn luôn nhớ về những cái ngày đầu mà chúng ta khởi nghiệp, những cái khó khăn, những cái trắc trở đó đã tạo nên một cái Garage 7 như bây giờ. Và có một cái lời nhắn nhủ hay là một cái lời chia sẻ gì đó đến cho những khách hàng hoặc là những anh em nào mà chúng ta có niềm đam mê về xe thì đang sẽ nói gì? Trước tiên thì mình chỉ nói với những bạn mà đang làm ở gara mình, thì lúc nào mình cũng nói với anh em đó là khi mà các bạn đến đây làm thì các bạn đã thích xe rồi, thì các bạn mới đến đây với mấy bạn phỏng vấn và bạn xin việc để vô làm, thì cái đầu tiên mình muốn các bạn là coi xe khách hàng như là xe của mình. Có nghĩa là xe của khách hàng, mình làm xe khách hàng cũng phải là làm giống như là mình đang làm xe cho chính bản thân mình vậy đó. Thì cái đó là cái mà mình luôn mong muốn và hỏi anh em cái điều này. Anh Đen thân mến, với quy mô và những dịch vụ như vậy thì không biết giá cả ở tại Garage 7 thì như thế nào ạ? Thì mình cũng hiểu được cái tâm lý khách hàng và cũng hiểu được cái thị trường ở Tây Ninh này. Thì cái mà về giá là mình sẽ có giá từ trung cấp đến cao cấp, tất cả các loại từ bình dân cho đến cao cấp đều có hết. Ví dụ như cùng một cái mã hàng nhưng mà nó trong cái mã hàng đó nó sẽ phân ra là từng giá khác nhau. Thì cho nên là đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng của mọi người hết. Cái vấn đề đó yên tâm, không vấn đề. Các bạn thân mến, như vậy thì chúng ta có thể thấy được là giá cả ở tại đây theo như chia sẻ của anh Đen thì rất là hợp lý và phù hợp với tất cả các loại khách hàng. Như vậy chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm đến đây và giao con xe cưng của mình cho Garage 7. Nơi đây sẽ làm một cách tốt nhất và hoàn thiện nhất để gửi về cho các bạn một con xe tuyệt vời nhất. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tất cả những gì mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn. Hy vọng trong tương lai sắp tới, chúng tôi sẽ luôn luôn nhận được sự ủng hộ và đồng hành của tất cả quý vị và các bạn gần xa. Garage 7!